Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, Bắc Bộ ngày nắng lạnh về đêm và sáng sớm, còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều tối và đêm. Ở Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng tại vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, nhiệt độ toàn miền sẽ là từ 18 cho tới 32 độ. Lui xuống Trung Bộ, phía Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào Thừa Thiên Huế sẽ là từ 20 đến 32 độ. Riêng ở phía Nam Trung Bộ, đêm sẽ có mưa vài nơi. Trong mưa dông thì cảnh báo với sấm sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại đây sẽ là từ 29 đến 32 độ và có nơi trên 32 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vài nơi, mưa to tập trung về chiều tối và đêm. Trong mưa dông thì cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ là từ 27 đến 30 độ, Nam Bộ từ 31 cho tới 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió từ cấp 4 đến cấp 5, sóng cao từ 1m50 đến 2m50, tầm nhìn xa trên 10 km. Và như thường lệ, phía cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!